với cùng một loại bột, cùng một công thức, nhưng chúng ta có thể làm được bánh tiêu, dầu cháo quẩy, bánh mì, pizza, cho ra cái bánh rất là ngon luôn, vừa đẹp mà vừa ngon nữa. Không cần phải ủ bột hay là nhồi bột mất rất là nhiều thời gian. Các bạn nào muốn thành công thì hãy xem cho kỹ video nha. Đây là cái bột pizza. Cái bột này người ta đã trộn sẵn rồi. Thì lúc mà mình mua đó, cái bột nào mà người ta để qua 2 ngày thì nó nở phình lên như thế này, nó nở cao lên. Cái gói này là 725 gram. Thì mình mua về, nếu mà người ta mới bỏ ra đó, thường là nó chưa có nở, mình để trong tủ lạnh 1-2 ngày nữa mà, hoặc là để ở ngoài vài tiếng đồng hồ cho nó nở phình lên thì mình mới làm bánh được. Khi mua các bạn coi cái ngày đó, người ta có để cái ngày đó cho mình biết là cái bột cũ hay là mới, thì mua về á mình sẽ để bên ngoài cho nó hết lạnh, nó nở phình lên như vậy thì nó hết lạnh á mình mới làm được cái bánh cháo quẩy hoặc là bánh tiêu. Đây là một cái tiệm khác, mình mua một cái tiệm khác nữa nè. Thì cái bột này người ta mới vừa bỏ ra luôn, nó chưa có nở ra, cái bột này chưa có ủ á, mới vừa bỏ ra. Thì các bạn nào mà muốn để dành đó, muốn mua để 1-2 ngày, 2-3 ngày gì nữa đó mình làm, thì mình mua cái bột mới này về bỏ vô tủ lạnh, mình cứ để đó vài ngày nữa mình làm. Còn muốn làm liền thì mình lựa cái bịch bột nào mà người ta để 1-2 ngày trước rồi. Cái này là có thể người ta để 1-2 ngày trước rồi nó nở phình lên như thế này, thì mình cầm cái bịch bột lên nó nhẹ hửng rồi nó nở phình ra như vậy là mình về mình làm liền luôn. À, còn mua cái bịch này thì để lâu được nè, mình giữ trong tủ lạnh. Đây là bột mì để mình làm bột áo. Đổ cái bịch này ra, cái bịch này là nó đã ủ nở rồi. Mình để cho hết lạnh nha, cho mình để bên ngoài cho hết lạnh rồi mình mới làm được nha. Đó, mình đổ ra nó nở rồi, mình đổ ra làm liền luôn. Mỗi một cái tiệm thì làm một cái, có một cái loại bột làm cái công thức khác nhau. Có tiệm thì làm hơi mặn, hơi nhão hơn một chút. Có tiệm thì làm hơi bột hơi khô nhưng mà lạc, thì cái bột lạc nó sẽ ngon hơn. Đây là mình làm dầu cháo quẩy. Các bạn cán cho mỏng, nếu các bạn làm pizza đó thì mình cũng cán như thế này. Cán cho mỏng thì cái dầu cháo quẩy nó nở nhiều hơn, nó xịt nước trước khi mình dán cái hai miếng lại với nhau cho nó dính lại á. Để một cái cây tăm hoặc là cây đũa cho nó dính lại với nhau. Này mình sẽ làm bánh tiêu. Thì làm bánh tiêu mình cho đường, muốn hơi ngọt ngọt chút mình cho 2 muỗng canh đường, nhồi. Này mình nhồi sơ trong cái bọc để cho cái đường nó dính lại với nhau á, cho nó dính đường vô cái bột. Xong rồi mình mới đổ ra bên ngoài, mình nhồi lại, nhồi cho cái bột nó mịn, cái đường nó hòa quyện với cái bột, sau đó mình mới ủ lại nữa. Thì nếu các bạn nào mà không có thích ngọt đó, không thích bánh tiêu ngọt đó, muốn cái bánh tiêu nó lạt á, thì không có cần bỏ đường. Thì lúc đó mình sẽ cắt bột, mình cán bột luôn và chiên luôn, không có cần phải là ủ nữa. Cái này mình có cho đường vô đó, mình cho 2 muỗng canh đường nè, rồi dùng cái bột áo để mình nhồi. Cái bột này nó hơi nhão đó các bạn, cái hiệu này nó hơi nhão nè. Nhồi đến khi nào mà cái đường nó tan ra đó, cái đường nó tan ra, cái bột nó mịn rồi mình mới ủ. Rồi mình vo tròn lại, cho ngược lại vào trong cái bọc lại. Bột này các bạn có thể để mua mới đó, các bạn có thể để 3-4 ngày được nha, trong tủ lạnh á. Hôm nay mình thử làm bánh tiêu nhân đậu xanh, thì đây là cái cách làm mới, ăn cũng rất là ngon. Thay vì mình làm bánh bò thì mình không có làm bánh bò ăn với bánh tiêu, mình làm nhân đậu xanh. Đậu xanh nấu chín xay nhuyễn
xong rồi mình sên với nước cốt dừa, cho khoảng chừng một muỗng canh đường là cái nhân bánh nó lợ lợ. Nếu các bạn nào thích ngọt thì cứ cho thêm đường. Rồi đây là khoảng 100 g đậu xanh thôi các bạn, không có làm nhiều lắm. Sên đến khi nào cái nhân nó khô lại, nó khô lại, nó hòa quyện với cái đường với nước cốt dừa thơm lắm luôn. Nó khô như thế này là được rồi. Để nguội nó khô nữa đó. À, cái nhân như thế này đây. Đó, bây giờ mình cán bột bánh tiêu. Thì cái bột này mình ủ đã chừng 2 tiếng đồng hồ rồi. Tại vì bây giờ cũng lạnh á, cũng còn lạnh á, nhưng ủ nó hơi lâu một chút. Thì khoảng 2 tiếng đồng hồ rồi, nó nở lại á, nó nở phình lại nè. Nó chia ra một bịch như vậy, một bịch bột như vậy làm được 8 cái bánh tiêu. Nó lăn qua mè xong rồi mình cán, cán cho mỏng ra. Nếu các bạn nào mà thích cái bánh tiêu mà nó còn cái ruột gì hơi nhiều một chút thì mình cán cái bột hơi dày, còn ai mà thích bánh tiêu mà nó không có miếng ruột nào luôn, nó giỏ không á, mình cán thiệt là mỏng thì nó cho ra cái bánh tiêu không có ruột luôn. Đó, mình để mấy cái mà nó không có mè đó thì mình làm cái bánh tiêu có nhân đậu xanh. Mình cho cái ruột đậu xanh cho vào chính giữa xong rồi mình mới là lăn qua mè. Nó mỏng mỏng mình bắt cái bánh giống như cái bánh bao vậy đó. Đó, túm lại như bánh bao vậy nè, xong rồi mình mới cán nó dẹp lại. Nhưng mà dán làm sao đừng cho nó xì cái nhân ra. Đó, lăn qua mè xong rồi mình mới cán cho nó dẹp lại. Đó, đè cho nó dẹp xuống. Hoặc là các bạn cán nha, cán mỏng như vậy thì đó, mình làm cái không có cái nhân đậu xanh này mình cán cho nó mỏng ra nè. Rồi chiên dầu cháo quậy trước. Đó, cái dầu cháo quậy nè nó nở, cái bột này nó nở. Các bạn chiên với cái lửa khoảng số 4, số 5 thôi. Nghĩa là lửa trung bình đó các bạn. Đừng có chiên cái lửa cao quá, làm cái dầu nó nóng quá, cái mình chiên nó không có nở được. Khi mà chiên bánh tiêu hay dầu cháo quậy đó, thì các bạn lấy cái đôi đũa hoặc là cái cây cây vá đó, mình để mình đè đè nó xuống, nhận 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 nó xuống. Đó, đè đè lên như vậy để cho cái bánh nó nở phình lên. Nếu mà chiên mình không có đè như vậy á, rồi bánh nó sẽ xẹp đó, nó không có nở. Nó phải đè, phải đè, phải quay tròn tròn tròn, phải lật hai mặt á, mình lật liên tục hai cái mặt, mình chở mặt. Nó đè như thế này thì cái bánh nó sẽ nở lên. Và cái lửa thì lửa trung bình nhỏ thôi, đừng có cao. Cái dầu nó đừng có nóng quá. Nóng quá thì cái dầu nóng quá đó làm cho cái bánh này nó khét nhanh, nó vàng nhanh, nhưng mà trong ruột thì chưa có chín rồi nó không có nở nhiều nữa. Nó chiên bánh tiêu thì mỗi lần một cái như vậy thôi, các bạn đừng có chiên để vô một nhiều một lần nhiều bột quá làm cho mình chở không có kịp. Rồi cái này vàng à, lấy ra đó mình đập 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 như vậy nè thì cái bánh nó sẽ phồng lên.
Đây là những cái bánh có đậu xanh nè, thì mình làm hơi dày một chút tại vì có cái ruột đậu xanh đó. Cái vỏ bên ngoài rất là giòn luôn các bạn, giòn, bánh tiêu, bánh dầu cháo quẩy gì cũng giòn hết, cái vỏ cũng giòn hết luôn đó. Mình cắt bên trong dầu cháo quẩy nè, nó cái vỏ bên ngoài giòn, ở trong thì mềm, nó cái bột này ngon quá chừng luôn. Bên trong ruột của cái dầu cháo quẩy nè, nó mềm mềm mà nó dai nha, còn bên ngoài thì giòn. Là mình cắt cái bánh tiêu này ra cho các bạn xem nè, bánh tiêu ngon quá chừng luôn. Cái bánh tiêu như thế này thì mới ngon nè, nó có một ít ruột nè, có vỏ, có ruột nó mới ngon. Còn mình làm bánh tiêu mà mình cắt ra mà bọng ruột á là bánh tiêu đó không có ngon. Mình cắt thử cái bánh tiêu đậu xanh nha, bánh tiêu nhân đậu xanh nè. Đó, đây là bánh tiêu nhân đậu xanh nè. Đó, quá là ngon luôn, ngon lắm các bạn. Ngọt ngọt mà thơm thơm, cái vỏ nó giòn giòn thơm thơm. Ở trong ăn đậu xanh á, bùi bùi ngọt ngọt rất là ngon luôn. Đó, không cần phải ăn với bánh bò. Rồi, video của mình xin kết thúc ở đây. Chúc các bạn thành công.